Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn bạn tham gia chương trình để góp cát coi nhận 10.000 token cát Z nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở ra bấm start nha bạn. Sau khi các bạn bấm nút start xong thì bạn lướt captcha nha các bạn. Lướt những số này thì các bạn đi tiếp nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào continue nha các bạn. Đọc máy đứng luôn người ta. Sau khi bấm continue xong thì các bạn join vào nhóm group nữa nè các bạn. Rồi các bạn xôn xao với các bạn. Này có cấp cha với các bạn ơi. Các bạn chờ xíu các bạn. Đây thì nó có cấp cha, các bạn nhớ cộng số cấp cha mình các bạn. Thì 4 cộng 7 bằng 11 nè các bạn. Các bạn nhớ lướt cấp cha mới vượt qua, mới xôn xao nhóm cấp được nha các bạn. Rồi sau khi các bạn xôn xao nhóm cấp xong thì các bạn mới đập lỡ các bạn làm việc tiếp theo. Sau khi các bạn xôn xao kênh group nó xong thì tiếp tục xôn Discord nè. Follow Twitter rồi follow Facebook, Instagram này bạn. Thì những nhiệm vụ này các bạn mình làm từ từ các bạn. Do Discord mình do sao mình làm những Twitter đi. Follow và pinbot. Rồi trên Twitter thì các bạn theo dõi này các bạn. Rồi các bạn like này các bạn. Rồi bạn chích dẫn cho bài viết cái game nha các bạn. Chết bà mình nhấp vào màn hình nữa các bạn. Lộn. Rồi các bạn chích dẫn cho tweet nha các bạn. Các bạn tan vài người bạn của mình vào các bạn. Các bạn tan những người bạn thường xuyên các bạn tan vào. Rồi các bạn tự quyết là xong nè. Rồi các bạn mới đáp lại người ta các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow, like và retweet post kênh Twitter thứ hai nữa các bạn. Nó hai kênh các bạn. Trên nguồn ai góp này thì các bạn nào chưa theo dõi thì mình theo dõi rồi các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm bài viết của nó, cái bài cát nha các bạn. Rồi các bạn nhận 100.000 token cát nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tự quyết lại luôn các bạn. Limit for airdrop from. Rồi các bạn dán vào cho các bạn. Rồi các bạn test lại luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục mình join vào nhóm Discord của nó các bạn. Các bạn bấm vào join vào nè. Trên Discord thì các bạn bấm chấp nhận là mời các bạn. Thì làm airdrop thì các bạn cần phải có những tài khoản như minimum Discord này nọ đồ các bạn. Rồi thì chờ nó join vào các bạn. Sau khi các bạn join Discord xong thì các bạn copy lại username này giúp mình nha các bạn. Rồi, các bạn join xào thì các bạn copy lại username xong thì bạn bắt đập lại nha các bạn. Vì Discord nó lag quá. Rồi, các bạn bấm vào 4 ô vuông các bạn bấm vào submit đi tên nha các bạn. Mình đã làm nhiệm vụ hết xong. Thì các bạn vào follow Facebook, follow Instagram nha các bạn. Thì theo dõi là được rồi. Tiếp tục thì nó hỏi các bạn có join xào kênh group của mình bấm don nha các bạn. Mạng mình quá lag rồi các bạn. Sau khi bấm đón xong thì tiếp tục thì bạn gửi lại đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của mình ra thì các bạn vào trang cá nhân vào bài quanh cùng các bạn chia sẻ sao chép đường link tại Twitter mình nha các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn lấy tại Twitter nhiều lần lắm mà. Tiếp tục thì các bạn điền là username Discord thì các bạn đã hướng dẫn các bạn copy hồi nãy các bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Quỳnh Dân Anh Thăng 6837. Rồi các bạn bấm Quỳnh Dân Anh Thăng nha các bạn. 6837. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi là đường link profile Facebook của mình các bạn. Các bạn vào setting copy đường link Facebook mình các bạn. Cái máy mà lag qua mình không hướng dẫn các bạn được. Giờ lót không nổi luôn, Discord nó kêu tệt kìa. Tiếp tục thì các bạn gửi username ra Instagram mình thì các bạn nhớ thêm mà cộng đầu tiên các bạn. Trang bước username thì nằm ở trang cái tên cái trang ảnh avatar của mình rồi các bạn thêm mà cộng đầu tiên vào. Quá tờ mạng đứng lắm ai luôn. Tiếp tục thì các bạn join xào nguồn airdrop super của nó các bạn. Rồi bấm don, mình đã join rồi hết rồi các bạn. Tiếp tục hỏi các bạn tại quyết không còn bấm Z nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nha các bạn. Trên ví chocolate thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình lên nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn mở con bot lại các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm gửi nha các bạn. Máy hết pin mà nó chạy yếu quá.
Ok, tiếp tục thì bạn bấm vào sẽ tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 10.000 token. Ủa, mình đã nhận được 100.000 token cassette này các bạn. Đây là link dép của mình các bạn. Gì có link dép chia sẻ cho bè người thân để kiếm thêm token các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10.000 token cassette đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.